Theo Điều 16 Nghị định 88-2020-NĐ-CP, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, theo quy định tại điểm A, khoản 2 Điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động, khi người lao động có đủ các điều kiện sau. Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp theo Điều 17 Nghị định 88-2020-NĐ-CP như sau. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng mỗi người một lần khám. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần, trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.